xế sang Lincoln Nautilus 2022 mới ra mắt với khoang nội thất hoành tráng. Lincoln Nautilus 2022 có hệ thống thông tin giải trí với kích thước lớn nhất và được xem là hiện đại nhất phân khúc. Nautilus là một trong những mẫu xe bán chạy nhất của thương hiệu Lincoln và là ước mơ của nhiều khách hàng thành công. Mới đây, thương hiệu xe Mỹ vừa chính thức tung ra phiên bản 2022 cho mẫu SUV hạng sang này với cải tiến hoàn thiện. Mời các bạn xem video clip nhé. Let's go! Lincoln Nautilus 2021 nâng cấp đầu tiên phải kể đến là Lincoln Nautilus 2021, chính là khoang nội thất. Cụ thể, khoang lái của Nautilus 2021 lấy cảm hứng thiết kế từ mẫu Aviator cao cấp với bản tắp lô hoàn toàn mới được ốp gỗ. Cửa gió điều hòa cũng được thiết kế lại sang trọng nhờ viền chrome bóng. Dưới bảng điều khiển, Lincoln Nautilus được trang bị bộ phím điều khiển cao cấp và nút chuyển số phong cách phím đàn piano. Bên trên là hệ thống thông tin giải trí xuyên 4 với màn hình hiển thị 13.2 inch. Bên trái màn hình này là bảng đồng hồ kỹ thuật số 12.3 inch. Màn hình thông tin giải trí của xe được xem là hiện đại và có kích thước lớn nhất trong phân khúc. Giao diện của hệ thống có tên là Constellation, lấy cảm hứng từ bầu trời đêm. Hệ thống thông tin giải trí của xe được tích hợp sẵn công nghệ nhận diện giọng nói, cập nhật phần mềm trực tuyến và hướng dẫn sử dụng cho người dùng. Lincoln cho biết mẫu Nautilus 2022 này sẽ có một số tùy chọn màu sắc như vàng và đen, trong khi nội thất Lincoln Nautilus 2022 có khá nhiều thay đổi thì ngoại hình xe chỉ lại được nâng cấp đôi chút so với một số chi tiết điểm nhấn bóng bẩy. Cản sóc trước được thiết kế lại và thêm 3 tùy chọn màu ngoại thất mới gồm xám, xanh và xanh dương. Một số trang bị được bổ sung đáng chú ý khác trên Lincoln Nautilus 2022 chính là hệ thống Phonesky, cho phép người dùng sử dụng ứng dụng Lincoln Way để mở khóa và khởi động xe từ xa mà không cần sử dụng công nghệ sử dụng chìa khóa vật lý. Các tùy chọn động cơ của Nautilus bao gồm động cơ 4 xi lanh 2.0 tăng áp turbo sở hữu công suất 250 mã lực và mô men xoắn cực đại 380 Nm, động cơ V6 2.7 lít tăng áp turbo kép sản sinh công suất 335 mã lực và mô men xoắn cực đại 515 Nm. Về mặt an toàn, mẫu SUV hạng sang Nautilus 2022 này được trang bị sẵn hệ thống hỗ trợ lái Co-Pilot 360, đèn pha tự động, hệ thống phát hiện điểm mù có khả năng cảnh báo phương tiện cắt ngang, cảnh báo va chạm trước đi kèm phanh khẩn cấp tự động. Khách hàng có nhu cầu có thể trang bị thêm cho xe Co-Pilot 360 Plus với bổ sung tính năng giám sát hành trình, thích ứng tự động bám sát làn đường, hỗ trợ đổ xe, hỗ trợ đánh lái, tránh va chạm và camera 360. Dự kiến cái Nautilus này 2022 có chính thức có mặt tại đại lý của hãng vào đầu năm nay 2021 này, và giá xe của hãng cũng sẽ được công bố trong thời điểm sắp tới. Và hy vọng xe sẽ được nhập về Việt Nam. Quý khách có nhu cầu liên hệ hotline bên dưới nhé. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video clip. Các bạn thấy video clip hữu ích thì hãy like, subscribe và đăng ký kênh để đón xem video vlog lần sau. Xin chào.